liền quý vị, nó không có thay đổi, nó không có mất mạng liền đâu, nó cũng kéo dài. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị bệnh lao thì tôi khuyên quý vị dùng y học hiện đại để trấn áp nó trước, rồi sau đó ăn thần dược. Của cái bác đó cũng không có tên, tên là A Di Đà Phật thôi, không có biết là tên nào, nhưng mà có đặt một cái câu hỏi là: cho con hỏi, con gái của con bị hạch ở cổ họng và bên cạnh cũng có lên một tràng, con thấy là u, cho uống, tức là bác đi cho uống thuốc một tháng, không không co lại mà nó lại to lên, gây sốt, đi khám bác sĩ nói là bị lao hạch, đã là ba đầu, bắt đầu nhập viện. Vậy có cách nào chỉ giúp con với, con cảm ơn câu lạc bộ nhiều ạ. Xin hết ở bác tài. Dạ, cái này thì đang đang nhập viện rồi quý vị, cái này cũng không khó mà tôi đã nói rồi. Thì thưa quý vị, để đỡ cho mất thời gian quý vị là mới coi những cái lần trước đó, những lần trước của anh Công Hầu, trên anh Công Hầu giúp chỉ cho bà con vào những cái Zoom lần trước, số mấy vậy đó quý vị coi. Nếu quý vị nghe tôi kỹ rồi quý vị không có hỏi câu này thì rõ ràng ở đây là y học hiện đại là chính, mà thực dưỡng là phụ, thực dưỡng là phụ. Rồi hỏi có cách nào không? Dạ thưa có đó, ăn quân bình âm dương chấm hết hết quý vị. À, nếu quý vị có nghe lúc trước thì tôi đã nói rồi, thực dưỡng không có chữa được bệnh, mà thực dưỡng giúp cho cơ thể chữa bệnh. À, thực dưỡng không phải thực dưỡng mà trị được cái bệnh này, bệnh này mà thực dưỡng cái vai trò thực dưỡng. Tôi lặp lại lần nữa, quý vị cứ hỏi mà quý vị không có nghe tôi nói, cái vai trò thực dưỡng là không có chữa được bệnh. Ăn thực dưỡng thì nhẹ bệnh, ăn thực dưỡng thì hết bệnh, ăn thực dưỡng thì nó hỗ trợ trong nền y học. Như giờ đang nằm ở bệnh viện thì phải nghe lời bác sĩ, nghe lời bác sĩ rồi chúng ta thực dưỡng, chúng ta hỗ trợ bằng này. Tại sao vậy? Là tại vì là Tây y cứu mạng chúng ta, qua giai đoạn nào đó nguy hiểm tới nơi rồi thì Tây y cứu mạng chúng ta. Nhưng sau khi cứu mạng được rồi mà chúng ta trở về nhà chúng ta ăn, mà chúng ta không có biết con đường đi ăn bổ bình âm dương thì bệnh sẽ tái phát. Vì tại sao? Vì Tây y rất là giỏi, rất là đáng mang ơn, rất là đáng trân trọng, nhưng Tây y chữa ngọn không chữa gốc. Một cái bất cứ một nền y học nào mà chữa chỉ lấy thuốc để chữa bệnh, tôi đó là chữa ngọn để cứu mạng, để nhiên chúng ta rất là trân trọng, chúng ta rất là quý báu. Nhưng mà đừng quên lời của ngài Hippocrates, phải lấy thức ăn là làm thuốc, mà thuốc làm thức ăn, đó là cái lời của vị tổ sư bên Tây y là ngài Hippocrates. Chúng ta thấy không? Thì chúng ta phải áp dụng đi để chi, sau khi Tây y cứu mạng chúng ta rồi, thôi được rồi, khỏe rồi, về đi, về lại lúc đó chúng ta tiếp tục ăn thực dưỡng, tiếp tục ăn thực dưỡng thì bệnh không không tái phát. Để đến khi nó tái phát lần nữa thì rất là khó, ngay cả học hiện đại đem lại lần nữa cũng cứu chúng ta cũng khó nữa, thực dưỡng cũng thế cũng khó nữa. Vì là bên coi liệu dùng tôi câu số 2 đó quý vị, tức là trong trường hợp của này là nó rớt vào trong cái 33% bệnh mà cấp tính rồi, chúng ta phải nhờ y học hiện đại là chính, mà thực dưỡng chỉ là hỗ trợ mà thôi. Làm sao đấy, nếu được cháu nó mạnh rồi thì ra nó cũng vậy thôi, sáng sớm phơi nắng được, giờ nó đang nằm bệnh viện làm sao phơi. Vậy thì tối đọc dạy cho nó đọc kinh, nếu là nó có đạo thì đọc kinh nằm để cho cái tâm thần nó bình an, ban ngày cũng được nữa. Ba ngày nó nằm yên, nó đỡ, không có làm gì nữa thì nó có thể nó niệm Phật, hay là nó cầu nguyện, hay là nó học tĩnh tọa. Mà tĩnh tọa đó gì, tức là đỡ trở về cái trạng thế rỗng rỗng lặng đó, cái rỗng lặng của cơ thể, nó là trạng thế của vô niệm đó quý vị, để cho tâm thái nó bình an, thì từ đó tinh khí thần nó tụ lại. Và cũng vậy thì chúng ta tùy, ví dụ như giờ đây biểu chúng ta cho ăn thịt bò, thịt gà, ví dụ như tôi nói ví dụ như, thì mình không cho, mình cho ăn cá, ăn súp cá, súp nước cá. Rồi bữa ăn hải sản, cái mình không được, mình chọn trong các loại rau, cái loại nào mất quân bình trong câu số 3 đừng ăn, và loại nào nằm ở trong câu số 5 thì chúng ta ăn. Thì trong này cái cuốn này rồi gì, cứ dựa theo cuốn này đó mà làm là xong thôi, để hỗ trợ khi Tây y về, được cho về nhà rồi thì chúng ta thấy khỏe rồi, chúng ta tiếp tục con đường này để chi, để sửa chữa tận gốc. Bởi vì cơ thể chúng ta là do cái gì tạo nên, không có thấy nào mà do thuốc mà tạo nên cái cơ thể này của gì, dầu có thuốc tiên chăng nữa cũng không tạo, mà do thức ăn mà tạo nên. Do đó tất cả những nền y học nào mà đến cuối cùng mà phải chữa được, phải lấy sửa đổi được cái thức ăn để mà nuôi dưỡng cơ thể, là cái gốc của cái cơ thể này là do cái gì biến hóa ra? Thức ăn. Chúng ta không có thức ăn chúng ta chết ngay thôi gì, thì thức ăn chính là chúng ta biến đổi thành chúng ta đi này, và chúng ta dựa vào thức ăn cho chính thì cho ta cái cơ thể chúng ta sẽ tốt đẹp.
họ dựa vào thức ăn xấu xấu xa, nào là nước ngọt có ga đủ thứ, rồi nhậu nhẹt rồi đủ thứ, thì nên nó tạo ra chè đường nước đá sữa cà phê sữa với mì gói không thì thấy không, thì nó tạo đi cơ thể này không có tốt đẹp, nó chúng ta sửa chữa cái cơ thể này có gì nhớ không gì à, chứ không có cái cách nào có đó có gì à, ăn uống bình âm dương trong này đó. Sáng sớm phơi nắng đi bộ, tối niệm Phật ngồi thiền nó tiểu cơ, bây giờ cái cơ bản nó tôi đâu có ngồi thiền được là thấm được thì nằm nằm niệm Phật hoặc là nằm trong cái trạng thái giữ cái tinh thần trong cái trạng thái an vui. Thì nếu những người mà nó chưa hết cái tinh thần nó hoàn toàn nó hoảng loạn rồi thì quý vị ngồi kế bên an ủi, nói chuyện ngày này ngày kia an ủi cho người đó đó, để cho cái thần nó bình an, quan trọng giữ cái thần nó bình an trước tiên à, cái đó mới quan trọng nhất chứ không phải cái ăn là quan trọng nhất quý vị. Có kinh nghiệm đến khi cái thần mình bình an rồi mình thấy được cái ngõ đi rồi mình không quán trách ai nữa, mình chấp nhận như số mạng của mình và mình sửa đổi, mình sám, nó dùng danh từ bên nhà Phật chúng ta sám hối đó quý vị, thực dưỡng là một cái sám hối tôi đã sống sai lầm so với không phải so với xã hội này mà so với trật tự của tạo hóa này không cho phép chúng tôi sống như vậy, chúng tôi sám hối, chúng ta đi lại con đường này thì lúc đó sẽ thấy rõ cái câu là thuận thiên giả giả tồn, nghịch thiên giả vong, thấy thế nào là thiên nhân hợp hợp nhất, chúng ta không có cô đơn, vũ trụ này có bảo vệ che chở chúng ta, miễn là chúng ta còn có được, còn được che, coi như là còn có thể được cái duyên để mà được ơn trên che chở hay không, được vũ trụ này che chở hay không gì à, chúng ta còn đáng được che chở hay không à, cái này chúng ta cứ đi sai lầm hoài thì nó bệnh trở lại thôi. Và tôi lặp lại cái con đường thực dưỡng này thật sự là rất là tội nghiệp của quý vị. À, tội nghiệp thẳng đi tôi nói cái gì luôn, trăm dâu đổ độ tầm cái gì, bệnh đến cuối cùng là mới đi đến thực dưỡng thôi. Tôi nói tôi lạ cái chỗ, có nhiều người gặp tôi nói 2-3 năm trước tôi biết rồi, ông chồng tôi bị bệnh tiểu đường nó ăn uống hết rồi mà tôi giờ tôi mới trở lại tôi bệnh, tôi nói trời ơi, lúc trước ông chồng hết bệnh tiểu đường ăn thực dưỡng hết rồi vậy mà không có chịu theo cho đến bây giờ để bị bệnh ung thư rồi mới vô gì, là toàn bộ tất cả đi đến thực dưỡng là gần như là trễ rồi cái gì à, thực dưỡng nó không có chữa được bệnh mà mình cho nó chữa những bệnh toàn là bệnh bệnh cuối cùng không à, tái phát ung thư tái phát rồi đủ thứ cái loạn xà ngầu hết rồi không hết bắt đầu đến thực dưỡng cái lỡ có chuyện gì nó đó thực dưỡng không đây anh công hầu anh hướng dẫn cho ai không đây bây giờ tôi gần chết rồi thí dụ vậy gì thế không, nó trăm dâu đổ đồ tầm bao nhiêu cái nước mà trong khi thực dưỡng nó nói là gì là tôi chứng nói lại chứ gì coi lại giùm tôi câu số 2, thực dưỡng là phòng bệnh từ xa, phòng bệnh và phòng bệnh từ xa chứ không phải phòng bệnh gần quý vị. Nguyên tắc của nó là phòng bệnh từ đâu, từ khi còn trong bào thai đó quý vị. Nó phòng bệnh từ xa nó giúp cho con người tạo nên một con người gần như là khá là tốt đẹp mà từ trong bào thai nó đã tính sao cho cái cơ thể nó cái đứa nhỏ nó tốt đẹp không bệnh tật rồi. Vì thấy không? Còn bây giờ mình phòng bệnh gần cũng không bận gì tên mình giờ mình không bệnh nè, bữa ăn thì không ăn. Tức là phòng bệnh gần cũng không bao giờ ăn. Rồi đến khi bệnh tật rồi cũng không ăn. Cũng không ăn à, có gì thêm hoặc là đi đi sửa chữa các cái hoặc là cái duyên không có hoặc là cái duyên đó có gì cái duyên không có nè, cái duyên không có mình không gặp cho mình thua thì giờ mình ráng thôi. Và tôi lặp lại thực dưỡng là một nghệ thuật phòng bệnh từ xa, tôi lặp lại đó chứ phải phòng bệnh gần, xa là từ không bào bào thai giúp cho nhân loại nó như đó đó, cốt lõi sửa chữa cái gốc luôn luôn nó đi tìm cái gốc cuối cùng để nó sửa thôi chứ nó không gì hời hợt mà sửa chữa cái ngọn, nhưng cái ngọn cũng giúp chúng ta qua cái cơn nguy hiểm được, qua cái cơn nguy hiểm được nha, qua cái cơn nguy hiểm được đấy. Rồi dạ con cảm ơn bác tài rất là nhiều à, rồi xin bây giờ mình coi lại nè, mình coi lại cái người này là giúp làm sao đây, thôi hỗ trợ cho cách ăn uống mình âm dương đi à, hỗ trợ cho cách ăn uống mình âm dương ha, để coi ráng giúp để coi là làm sao đây. Cái gì ông nói gì khi không mà treo lên rồi lại treo lên rồi lại cái u rồi đi bệnh viện là bác sĩ nói là bị lao hạch, lao à, hạch lao hạch lao hạch à, lao hạch đâu gì quý vị thấy chưa quý vị, nếu quý vị bị lao hạch là quý vị rơi vào trong 33% bệnh cấp tính rồi đó quý vị, là phải y học hiện đại là chính mà thực dưỡng chỉ là hỗ trợ mà thôi, vậy thấy không đó, ăn uống đúng mừng mình âm dương đi trong tuần lễ rồi tuần sau gọi là tôi có tình trạng làm sao rồi nếu được thì cho làm ơn gửi cho anh công hầu cái giấy kiểm định mà cái kết quả để mà chẩn đoán đó, chẩn đoán mà dù cho trong máu nè, trong huyết áp nè, rồi ở trên tuyến tiểu các cái nếu có thì gửi cho anh công hầu thì tôi xem qua một chút
để nhờ cái đó mà chẩn đoán đâu gì, để mà giúp đỡ đâu gì thêm nha. Bị lao đâu gì, bị lao hạch, kể cả những cái bệnh mà có vi trùng cái gì, thường thường đó tùy theo mình lao nó cũng không chết liền cái gì, nó không có, xin lỗi, nó không có mất mạng liền đâu, nó cũng kéo dài. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị bệnh lao thì tôi khuyên quý vị dùng y học hiện đại để trấn áp nó trước, rồi sau đó ăn thực dưỡng. Thực dưỡng chi đó chỉ mà hỗ trợ mà thôi, giống như người này thực dưỡng chỉ hỗ trợ mà thôi, đang nằm ở bệnh viện phải nghe lời bác sĩ, đi cho nó hết, đi hết đi cho nó hết đỡ cái nguy hiểm đi, rồi chúng ta ăn uống lại sẽ tốt đẹp, không lo. Sau khi nó đỡ qua cái cơn nguy kịch rồi, qua cái cơn cấp tính là cái gì, là nó mãnh liệt quá rồi, nó nguy hiểm tới nơi rồi, chúng ta không còn đủ thời gian để lập, để tạo cho cơ thể lập lại của mình, chúng ta nhờ học hiện đại cứu chúng ta, rồi sau đó áp dụng liền để sau 4 đến 6 tuần lễ từ đó mạnh lên rồi thì nó không trở lại, không tái phát nữa. Còn bệnh lao thưa quý vị, trầm đầy trầm đất quý vị, chữa hết hết rồi bị lại rồi chữa hết rồi bị lại nữa. Bây giờ quý vị cũng biết rồi, ở trên thế giới này lạ lắm, lúc trước kể cả cái lao phổi đó quý vị, người ta hoàn toàn coi như chấm dứt quý vị, coi như là không sợ nó nữa. Ngay cả phường xóm của mình đó quý vị cũng có cho thuốc lao đó, thuốc lao, thuốc trị lao đó quý vị. Nhưng mà sau này rồi toàn bộ tất cả vi trùng lao nó kháng thuốc hết rồi, 99% tất cả vi trùng hiện tại kháng thuốc lao hết, 99 là quý vị, tôi nói là không ít đâu, từ 95 đến 99 là toàn bộ tất cả cái thuốc lao bị vi trùng nó kháng hết, kháng thuốc hết. Ghê gớm không? Như thế thấy khổ chưa? Hay là mình phải tạo sức đề kháng cho cơ thể, tại sao áp dụng cái này phụ tôi bỏ đi, tôi theo thì không được, không được, để mình lấy cái này để mình tăng sức đề kháng của mình nè. Mà tăng sức đề kháng của mình bằng thực dưỡng không có nghĩa là ăn gạo nước bố mẹ, là mình yếu liền, muốn tăng sức đề kháng phải cho nó mạnh lên, tập thể dục, nếu mà được đứng lên đứng xuống, đứng qua đi lại không chứ một chỗ, rồi suy nghĩ cái tâm thần, cái thần mình cho nó tốt đẹp, rồi cái hoạt động là một chút xíu cho ra mồ hôi, nếu còn sức để làm, còn không thì cứ niệm Phật để cho cái tinh thần nó không hỗn loạn cái gì, thì ra lại ổn rồi, thì là mau hết vô cùng. Giữ cái thần, muốn giữ cái thần thì tôi nói rồi đó quý vị, niệm Phật, mỗi thiền, cầu nguyện, hoặc là mình học một cái tĩnh tọa của yoga để đưa cơ thể trở về trạng thái rỗng lặng của vô niệm, thì từ đó bên nhà Phật trạng thái rỗng lặng của vô niệm, chúng ta sẽ thấy những điều kỳ diệu xảy ra khi mà chúng ta áp dụng này để mà cứu chữa cho cái thần chúng ta an, thì chúng ta sau này nhờ cái đó mà chúng ta đi tiếp, giữ cho tinh thần rộng lặng an nhiên quý vị, an nhiên rộng lặng, hết bệnh khỏe mạnh và hết bệnh vô cùng hãy nhiên, cái tuổi trời cho nó, còn nói cái tuổi già đó là cái quy luật của tạo hóa rồi, nó hoại lần trong cái tuổi lớn thì nó hoại lần, nó không còn được như tuổi trẻ, tiếc thay tuổi trẻ mà bị rồi nó mới tiếc, còn tuổi lớn tuổi đời đương nhiên nó phải hoại đi chứ gì hết rồi, nó không đủ yếu tố, mình tôi cũng ráng như vậy đi. Tụi gì ăn câu số 3, học câu số 3, câu số 5, qua tuần lễ sau cho tôi coi kết quả đi kiểm định như thế nào, tôi hỗ trợ được. Bây giờ làm sao gì, làm gì đây, bây giờ nghe lời bác sĩ và niệm Phật, ngồi thiền giùm cho tôi, nằm thiền giùm cho tôi đi, cầu nguyện giùm cho tôi đi, tĩnh tọa giùm cho tôi đi, nằm cũng được, không cần phải ngồi tĩnh tọa đâu, nằm cũng được. Không biết thì cái gì đi học lên trên mạng nhiều lắm, phương pháp tĩnh tọa cái gì học trên mạng rồi chỉ cho cháu, để cho tinh thần nó không hoảng loạn nữa, không hoảng loạn nhé. Rồi tôi chỉ giúp được vậy thôi, vì thiếu hết tất cả yếu tố gì, không biết người bệnh có thiếu máu không, không biết mỡ trong máu hay không, không biết gan như thế nào, rồi không không biết thận là hoạt động như thế nào, chỉ số hoạt động của thận còn tốt hay không, chỉ số GFR rồi cái gì còn tốt hay không, mỡ trong máu nhiều hay không, cái creatinine như thế nào, triglyceride như thế nào, không biết hết cái gì. Chúng ta biết được thì nhờ cái chẩn đoán của Tây y đó mà chúng ta giúp được cho chúng ta đỡ thấy nó chính xác, bị chẩn đoán rất chính xác, còn chữa được không thì chưa chắc, nhưng mà chẩn đoán thì rất là chính xác, chúng ta nương dựa vào cái đó để hỗ trợ cho người bệnh. Nếu gì làm ơn cái gì hết, làm ơn ráng giúp tôi mới giúp được, chứ còn không thì không tài nào giúp được. Nói mơ hồ tôi không biết, hồi nãy giờ tôi không biết là người nam hay là người nữ nữa, mình không biết nữa, không biết nam hay nữ nữa Đó là mà con con của con thôi chứ còn không biết là thì không biết nó gì, thì nam nó khác chút, nữ nó khác chút, vì thôi ăn uống bình âm dương nó chịu chết luôn, gì chịu chết không biết tuổi, không biết nghe nó con thì chắc còn trẻ đấy, nó chúng ta buồn cái chỗ đó, nó còn trẻ tuổi mà bệnh thế rồi lớn tuổi lần lần này, nó cái thời phải hoại đi, hoại theo thời gian em gì ha. Chúng ta ráng hết sức nhưng gì phải ráng tự lực để cứu mình, vì phương pháp thực dưỡng là phương pháp không có nô lệ người khác, vì thế không? Cái cuối cùng là chỉ nhìn cái phân đi cầu để mà hướng dẫn cho mình cái trạng của mình mà thôi,
cuối cùng là mình phải tự học lấy để lo cái thân này. Và có một cái nữa tôi thưa quý vị, đây là cái câu nói mà tôi thấy ông ấy, tôi không nói là sẽ thiếu sót trong vòng mấy chục năm rồi quý vị, tất cả bệnh rồi hết hết bệnh trở lại hết quý vị ơi. Bệnh tại sao vậy? Một thời gian ăn không nổi, bệnh nhẹ rồi hết rồi thì khỏe ru rồi, tưởng là thôi ăn hết rồi thì thôi, tôi cái này là phương nè, nó chết vào cái chỗ này. Gạo nứt múi mè là một phương pháp chữa trị. Tại sao gạo nứt múi mè chữa bệnh không dùng thuốc ra thì chữa bệnh nó thua hết rồi bắt tôi ăn nữa, vô lý vậy. Ví dụ như là tôi nhức đầu thì tôi uống đầu uống paracetamol, bữa nay tôi khỏe tôi hết nhức đầu bắt tôi uống paracetamol nữa sao, thấy chưa? Thành ra tôi ăn gạo nứt múi mè vì tôi bệnh, bây giờ tôi khỏe mạnh tôi bệnh rồi nè, bác sĩ chứng nhận tôi đi khám bệnh hết vậy thì bắt tôi ăn nữa, vô lý vậy. Bởi vì nó là phương pháp chữa bệnh mà. Đó, thì quý vị nhầm tưởng là phương pháp chữa bệnh, còn tôi nó không phải, tôi nó không phải quý vị lầm rồi, quý vị tưởng chữa bệnh sau khi hết bệnh nhẹ bệnh gì bỏ nó, đó là phương pháp chữa trị mà đó, như vậy thấy không? Thành ra câu số 1 của tôi nó không phải là phương pháp chữa bệnh mà là một lối sống. Ngày nào chúng ta ăn đúng muôn mình, ngày nào chúng ta khỏe mạnh, ngày nào chúng ta đi đúng đường thì ông công an không phạt, ngày nào chúng ta đi trật đường thì ông công an phạt tiếp, thấy không? Mấy vị công an sẽ phạt chúng ta tiếp thì cũng như vậy. Ngày nào chúng ta ăn trật đường đây thì bệnh được, còn ngày chúng nào tôi ăn được buôn bệnh thì phân đi cậu nó chỉ cho mình cách ăn của mình thì ngày đó bệnh nhẹ 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 lần lần hay chưa, chứ không phải chữa bệnh rồi thôi không ăn nữa. Khi quý vị hết bệnh rồi quý vị ơi, đây là một lời tâm huyết tôi nói gì, khi quý vị ăn 1-2 tháng gì đó, 2-3 ngày gì đó, tùy theo cơ địa của mình, 1-2 tháng 5-6 tháng gì để cơ bệnh ung thư mà hết được, chúng ta hết sức là cảm ơn quý vị, hết sức là tri ân tạ hóa này phải giúp để hỗ trợ cứu chúng ta. Nhưng khi đó quý vị mới có bước vô cửa mà thôi quý vị ạ. Quý vị hết bệnh rồi quý vị mới bước vô cửa thực dưỡng mà thôi, chứ nghĩ chưa chưa đi được gì hết. Mới vừa bước vô cửa nhà, gõ cửa được, thấy cái cửa tốt quá mở vô đi vô được nhà rồi thôi, chưa có biết cái nhà nó có gì. Nha, quý vị đừng bỏ nó rồi đi ra. Quý vị đừng có mở cửa rồi lại đi thục đợi lui đi ra ngoài rồi để là thấy tôi không cần nữa, tôi hết bệnh rồi tôi không cần kiểu gì cho nguy hiểm chắc. Một câu nữa của tiên sinh nói mà phải của tôi nói gì chị nghe đây, nếu quý vị hết bệnh rồi mà quý vị không có cứu được một người nào bệnh giống như quý vị mà như làm nhẹ bệnh thì quý vị sẽ bệnh lại là cái chắc. Câu đó là của tiên sinh hồi sáng qua, quý vị nhớ giùm tôi, nếu quý vị hết bệnh rồi mà quý vị không cứu được một người bệnh như quý vị, được một người ít nhất là một người mà thôi, thì thưa quý vị sẽ bệnh lại là cái chắc. Đó, câu nói này cũng có phải rằng có phải rằng sự của tiên sinh hồi sáng qua không phải của tôi. Đấy, tức là gì? Phải học, không nô lệ. Mình cứu người ta thì khi mình muốn trị, lúc đầu tôi nghe câu này tôi có nói mình bệnh rồi mới ăn hết rồi thôi, chứ giờ làm tôi đâu có sức mà tôi còn phải đi kiếm tiền kiếm bổng hai nhà. Rồi khi mình chỉ cho người ta thì mình sợ trật mình học nữa, cái không bệnh trở lại là vì mình học tiếp. Sau khi mình hết bệnh rồi mình chỉ người ta mình thấy mình bối rối, mình không đủ khả năng để chỉ dẫn, mình phải học tiếp đó. Thì chính mình học tiếp đó thì mình cứu mạng mình không quên, và mình giỏi hơn để mình cứu cái mạng của mình gì phải chữa cho một người khác. Còn cái gì bây giờ ngay cả bản thân của chị gì nói còn chưa xong, nói học thư của gì có một câu số 3 trong này mà tôi thấy thưa anh nào cũng chưa ai thuộc cái gì, tôi tin nó hỏi đi có ai thuộc nói giùm tôi, nói liên tục từ câu số 3 được đến câu số 5 là cái câu mà ngưng ăn là gì, nó mất của mình cái gì không thuộc cái gì ơi, không thuộc là không thuộc. Tôi nói đã mấy chục năm rồi cái gì không có người nào thuộc được câu số 3, một câu một thôi mà thinh đơn cái gì. Tôi lặp lại nè, tôi thật là áy náy và thật là bức bức xúc hết sức, buồn hết sức. Bởi vì thưa quý vị, ít nhất tôi đọc hết 33.000 câu đó quý vị, không nói với dối dối gì đâu, một cuốn bằng tiếng Anh như vậy 500 mấy chục trang, ít nhất đọc thì khoảng không nhiều, khi giờ đọc vừa dịch ra cũng được 10 mấy cuốn. À, rồi sách của Việt Nam mình thêm nó có mấy chục cuốn, tôi đọc không còn sót một cuốn nào, không có sót một cuốn nào. Rồi kể cả học về đông y nữa gì cũng đọc đọc hết tất cả, chị Tương Trọng Cảnh Đại Tưởng Lâu Tuệ Tĩnh học hết. Rồi làm bên nhà thương, làm ở bên, xin lỗi, làm bên y tế, làm y tế trong đó làm bên ngành dược, và có làm bên ra qua bên đa khoa để mà tham khảo bệnh tật với mấy đứa bạn và bác sĩ hay là dược sĩ ở bên đó gì. Như vậy mà còn chưa yên mà có 33.000 câu là tôi nói thôi không phải. Từ 33.000 câu tôi rút cho quý vị có ba thành 33 câu. Từ 33 câu này tôi xin quý vị học cho tôi, đọc cho tôi câu số nhất, câu số 2, học câu số 3, không học gì. Thì quý vị làm sao được? Như trở thành người nô lệ, tức là lúc nào phải hỏi anh Hầu ăn được không, anh Hầu lúc nào phải hỏi tôi, tự người mình mà nghiên cứu bảo đủ hết rồi gì trong này nè, cái gì thấy ăn cái gì không ăn cái gì có rồi, rồi cái gì muốn ăn cái cách ăn thì trong con số 10 cũng có rồi, chấp đắp cao sọ cũng có rồi. Còn nếu mà cái cách ăn liên hoàn thì vị lên trên bạn đánh dùng cho tôi thực dưỡng liên hoàn thì nó có, tôi chỉ cách ăn liên hoàn
liên hoàn tức là ăn đủ bảy bảy số, tức có ăn số 7, hợp lại trong 7 số của liên hoàn này nó có số 7 là rất là tốt. Số 7 ăn lập lại quân bình cho cơ thể dễ nhất, nhanh nhất mà cũng nguy hiểm nhất, dễ lầm lẫn nhất do câu số 7 à, quý vị theo chứ không phải nói sai đâu. Lập chỗ nào tôi nói được, quý vị nói lại nó lẩm cẩm lắm, bây giờ muốn hỏi lại thì tôi nói lại rồi. Rồi xin câu hỏi khác.